Các em nhớ rằng là hôm nay mình sẽ chữa full nete 4 mức độ. Đây là mức độ dễ nhất, mức độ nhận biết. Được chưa? Đây là mức độ dễ nhất, mức độ nhận biết. Thế thì với cái mức độ nhận biết này thì chúng ta cần phải làm được nhá. Đây là những câu rất là dễ. Thế thì cái chiêu này là cái chiêu skin là 345 248 mà thầy đã dạy các em nhá. Thì ở đây là C4H8O2 có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Thế thầy phân tích một chút. Với câu này là một trong số những câu rất hay thi đại học. C4H8O2 nó là ethanol đơn chức. Đúng chưa? À, chào Nguyễn Nguyệt, nó là ethanol đơn chức. Thế thì nhớ các em nhớ là các em phải comment đáp án nhá, dù đúng hay dù sai cũng nhớ comment đáp án. Chào Nguyễn Nguyệt nha. Đúng rồi, thầy vừa bị block xong mà. C4H8O2 này có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc này. Vậy là có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc, vậy nó phải là đã là este mà trắng bạc thì nó phải đầu HCOOR phải. Đúng chưa? Vậy ở đây anh này là 0 cộng với R phải là 3. Được chưa? Nhớ cái chiêu thầy dạy này, 3 4 5 2 4 8. Được chưa? 3 4 5 2 4 8. Cứ học nhiều mà trả lời nhiều đúng là thầy sẽ nhớ tên luôn chung hash rule class. Nào mình có này. 3 4 5 2 4 8 vậy là 3 mình có 2. 0 1 2 mình chỉ có 1 1 1 thôi. Được chưa? M thì em thử thoát ra vào lại xem nhá. Trần Nguyễn Thanh Hương chứ tất cả các bạn đều nét đúng không các em? Vậy mình có này không có 1 này. 1 x 2 bằng 2 này. Đây là skin cực kỳ kinh khủng của thầy. Nên vậy là suy ra C4H8O2 có 2 este tham gia phản ứng trắng bạc. Đáp án đúng của mình là đáp án B. Thế mặc dù vậy đây là một cái chiêu nhanh nhưng thầy vẫn chữa cái chiêu chậm chậm để cho các em làm, để mà nhiều bạn Thanh Minh thoát ra, Thanh Minh vào lại xem. Nét căng mà, thầy vẫn đang xem nét căng. Đây này, thầy xem bằng điện thoại thầy nét căng luôn. Các em thoát ra vào lại là được đấy. Bây giờ thầy viết lại nhé, thầy viết này là HCOO này, CH2 này, CH2 này, CH3 này là một anh. Anh thứ hai là HCOO này, CH này, CH3 này, CH3 này là anh thứ hai. Vậy là mình có hai anh. Ok chưa? 1004. Rồi ok. Cảm ơn các em. Nha đấy nhá, thầy chữa chúng ta hai cách nhá. Được chưa? Bạn nào không hiểu về cái 345 248 này có thể lên YouTube search tiền đồng phân siêu nhanh của thầy nhá. Những bạn mà vào sau thì giúp các bạn nhá. Là mình có tiếp này. Sang câu số 2. Đây là bộ đề trong cái bộ đề. Ui câu này rất là dễ thôi. Nhìn trông dài dài nhưng mà dễ lắm các em ạ. Nhá, cái quyển sách này các em nhìn thấy không? In chữ to rõ ràng, rất là xịn. Hello, chào Phạm Thủy. Đôi lúc mờ không phải đâu. Chào Lan Anh. Hello, chào cả nhà. Chào team Live VIP. Team Live VIP nhớ học chăm chỉ nhá. Hôm nay là thầy chữa 4 câu mức độ nhận biết thông hiểu đấy. Cực kỳ dễ luôn. Nào để ý vào nhá, nhớ xe lại về tường nhá, xong tắt tất cả các bạn vào. C4H6O2 thì thầy cũng xác định được hết, skin này làm được hết, cân được hết em nhá. Cân tim. Câu số 2. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 có mặt 24 loãng. Đức ơi, tất cả các bạn học lớp offline xe hết về tường nhá, bởi vì đây là thầy chữa este 4 mức độ nhận biết thông hiểu, thầy mới chỉ đọc đáp án ở trên lớp thôi. Còn hôm nay thầy chữa kỹ nên là tất cả các bạn học offline, team offline VIP này hay là team online hay là team live VIP thì tất cả đều phải học hết. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2, C4H8O2 có mặt 24 loãng, vậy là thủy phân trong môi trường axit lá Ryo H cộng này, nhìn rõ chưa? Thu được, hello chào Phạm Nhị Tâm, thu được hai sản phẩm hữu cơ X và Y. Lưu ý cho thầy cụm từ này, từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Với cái cụm từ này, chào Pu Vi Thị Thủy, đúng rồi khả năng cao là do mạng, ngày nào thầy cũng like, đúng rồi thầy đang cố gắng đây. Các em xe nhiều là ngày nào thầy cũng like luôn. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng. Vậy điều này tương đương với việc đó là X và Y có cùng số nguyên tử carbon. Có cùng số nguyên tử carbon. Được chưa? Vậy nếu X và Y có cùng số nguyên tử carbon, vậy thì chắc chắn thằng este này chỉ có thể là CH3 COO C2H5. Được chưa? Đây bài hỏi lại thủy phân este nhá. Vậy tên gọi của nó là gì? Etin acetat. Etin acetat. Đáp án đúng đáp án D. Lưu Thanh Thảo. Đấy, nhiều bạn vẫn xem được bình thường này các em ạ. Các bạn xem nét thì chấm cái để cổ vũ cho các bạn xem không nét cái nào. Ok, các em hiểu chưa? Câu số 2 rất là dễ nhá. Các bạn nào mất gốc thì chấm cái trong xe video live stream lại về tường nhá. Các em giúp thầy với, tại vì hôm nay thầy vừa bị khóa nick Facebook xong nên là thầy không thể nào xe được video live stream của thầy về tường được. Nên là rất là mong muốn sự trợ giúp từ tất cả các bạn và các em giúp thầy xe video live stream lại về tường nhá. Để cho mà các bạn khác cũng có thể theo dõi được video live stream của thầy. Chứ nhiều bạn bây giờ đã không biết tìm thấy thầy ở đâu đây này. Ok chưa? Là mình có sang câu tiếp này, câu số 3. Các em sẵn sàng nhá, mình sang câu số 3 nào. Câu số 3 đáp án gì đấy nhỉ? Nào các bạn cùng comment đáp án câu số 3 thì xem ạ. Câu số 3, xà phòng hóa hỗn tổ hợp gồm CH3COCH3 và CH3COCH5.
Câu này khá là hay. Câu số 3, xà phòng máu độc. Đấy, những cái bạn nào mà đã đăng ký sách của thầy hay là mua sách của thầy thì đây là cái phần mà thầy livestream thầy chữa phun ở trong sách. Và kể từ nay thì thầy sẽ livestream thầy chữa phun trong sách tất cả mọi đề, tất cả mọi bài. Thế nên là team có sách là rất là auto, rất là tốt, đúng chưa? Còn những bạn nào không có sách thì cũng không có gì phải lo cả. Cứ trước mỗi buổi livestream thì gắng lên trên mạng xem một tí ạ. Tại vì tâm nó chủ thầy, tâm nó ít xe cho thầy nên thầy bị khóa, chẳng hiểu tại sao. Nhá, sang câu số 3 nào. Sao bằng máu tổ hợp thu được sản phẩm gồm gì? Thế giờ mình nhìn nhá. CH3CO, CH3 này. CH3COO, CH3 sao bằng hóa là cộng NaOH đúng không? Nhìn kỹ nhá, thầy viết phương trình nhá, phương trình này rất hay thi. Nhá, những bạn nào mà chưa biết thì nhớ xe lại về tường. Xe thật nhanh về tường nhá. Để tạo thành này CH3 này, COONa này cộng với lại CH3OH đúng không? Tiếp tục là CH3COO C2H5 mà cộng với lại NaOH thì ta thu được là cũng CH3COONa cộng với lại C2H5OH. Vậy là đây hai anh này đều là cùng một muối đúng không? CH3COONa. Vậy là một muối thôi nên loại đáp án A. Loại đáp án B các em hiểu không nhỉ? Và gì mấy ancol CH3OH và C2H5OH, vậy là một muối và hai ancol nhá, một ancol loại nốt. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Các em hiểu không? Đây những cái câu này những câu rất là dễ. Đấy, ở mức độ biết thôi. Được chưa? Đây là những câu ở mức độ biết thôi nhá. Thì các em chú ý làm thật kỹ là mình sẽ khủng nhá. Mạng mà có bị yếu một chút thì các em cố gắng chấp nhận một tí, thoát ra vào lại một chút. Những bạn nào mà chưa kịp xe lại về tường thì xe lại về tường để có tài liệu mà học. Đây là các cái câu mà ST 4 mức độ nhận biết thông hiểu. Và thầy nghĩ đây là cái phao cứu sinh cuối cùng của các em khi vào đầu năm học. Bởi vì thầy là giáo viên duy nhất dạy lại cho chúng ta lại từ đầu về phần ST. Nên là rất mong muốn là tất cả các bạn là cố gắng cùng thầy xe video livestream lại về tường nghe xong tát tất cả các bạn cũng mất gốc vào. Để mà tránh cho cái trường hợp ví dụ như 2K1 năm ngoái ấy, là rất nhiều bạn là đến lúc mà thi mới biết đến thầy. Thì các bạn ấy bảo là ôi giá mà em mà biết thầy sớm hơn thì có phải tốt hơn không. Thì thầy rất là buồn về những vấn đề đó. Nên là thầy rất mong muốn là các em cũng có thể xe video livestream lại thật nhiều nha. Mình sang câu số 4 à. Câu số 4. Thủy phân STX có công thức phân tử là C3H6O2 trong dung dịch NaOH thu được hai chất hữu cơ Y và Z, trong đó Y tỷ khối hơi so hydro là 16. Lưu ý nha. Các em nhớ comment đáp án nào. Nhớ comment đáp án nhá. Ở đây mình có này C3H6O2, C3H6O2 thủy phân trong dung dịch NaOH thu được hai chất hữu cơ Y và Z, trong đó Y có tỷ khối hơi so hydro là 16. Có nghĩa mình có này D của Y so hydro bằng 16. Vậy mình được phân tử khối của Y trên phân tử khối của hydro. Phân tử khối của hydro bằng 2 thì bằng 16. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được phân tử khối của Y luôn, đúng không? Phân tử khối của Y bằng 32. Thế thì các em nhớ cho thầy một chút này. Với cái phân tử khối bằng 32 ấy, thì nó không thể là một thằng muối nào cả, đúng không? Bởi vì cái muối nhỏ nhất là muối HCONa. HCONa thì phân tử khối nó đã bằng là 68 rồi, lớn hơn rất nhiều so với 32 rồi. Vì vậy 32 này chỉ có thể là ancol. Được chưa? 32 là ancol thì nó hello Emily là CH3OH team live VIP. Được chưa? Vậy Y là CH3OH, vậy nó chỉ có thể là OCOOCH3. COOCH3 thì các em lưu ý. Đây là C3 thì đầu này chỉ còn là CH3COOCH3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án D B. Nha hoa, hôm nay 111. Các em ơi đặt top đi, làm sao được 140 bạn đi hôm nay để cho khủng như hơn hôm nọ nào. Hôm nọ là thầy còn có nick cá nhân. Thế nhưng mà vẫn ít xe. Hôm nay thầy bị khóa nick cá nhân rồi nên là rất mong muốn tất cả các bạn cùng chung tay xe lại video livestream cùng thầy nhá. Các em cùng chung tay xe lại video livestream cùng thầy để mà kéo lại cho cái nick Facebook của thầy vừa bị khóa. Buồn quá, vừa bị khóa xong. Đang like cho em tự nhiên thầy mất đấy. Thầy có làm buổi lý thuyết rồi Nguyễn Chí Hải ạ. Lý thuyết xong rồi mà. Nhá, hôm nay sang bài tập mà. Nào mình có sang câu số 5 nào. Mình có sang câu số 5 nào. Nào sang câu số 5 này. Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit thì ta thu được sản phẩm là gì? Đấy, câu số 5 nhá. Nào thử nhớ xem là tristearin là gì các em ơi. Tristearin là gì không biết còn đứa nào nhớ không? Ok, cảm ơn Trần Quý Nga nhá. Rất cảm ơn em. Các em cứ theo dõi thầy, học chăm chỉ là sẽ thắng. Đúng rồi, thầy dạy rất là chậm cho các em nhá. Đây là phần này, phần thầy dạy cho team mất gốc mà, nên là tất cả các bạn mất gốc đều đang theo dõi video livestream này đều có thể học được. Nên là thầy rất mong muốn là những bạn mất gốc cùng có thể share video livestream này về tường nhá. Xong tác các bạn vào đây nhá. Nào mình có này, câu số 5 này, thủy phân tristearin. Câu này rất là hay luôn, câu này yêu cầu đến kiến học thuộc đấy. Các em chỉ cần nhớ tristearin là gì thôi, bạn nào mà chưa biết thì nhìn vào đây nhá. C17H35 COO tất cả 3 lần
C3H5 à? Được chưa? Thủy phân trong môi trường axit là tác dụng với nước. Các em lưu ý cho thầy nhá. Thủy phân trong môi trường axit là mũi tên nó phải là mũi tên hai chiều. Được chưa? Cứ bất kỳ thằng nào, được chưa? Cứ là thủy phân trong môi trường axit. Đúng rồi, đấy, Lan Anh nhớ tốt, rất tốt. Vậy thì mình sẽ có này, nó tạo thành axit béo là C17H35COOH và cộng với lại C3H5OH, các em nhìn chưa? Tất cả 3 lần. Đây ba thằng này. Vậy thì chắc chắn là thu được glycerol rồi, glycerol, ethanol là vứt đi. Được chưa? Không thể thu được ethanol. Và gì nhỉ? C17H35 nhá, stearic mà. C17H35. Nhưng mà trong nước thì không thể là Na được. Được chưa? Mà trong nước nó phải là axit nhá các em nhá. Vậy đáp án đúng là đáp án B, C17H35CO và glycerol. Các em hiểu chưa nhỉ? Đấy, tất cả team live VIP cũng như tất cả các team offline chú ý vào đây để so sánh đáp án nhá. Tất cả các bạn đã đăng ký sách hay mua sách thì đều chú ý vào đây, hoặc những bạn nào mà đăng ký sách rồi mà chưa nhận được sách thì share video livestream lại về tường, bởi vì đây là bài mà thầy đang chữa ở trong sách nhá. Câu số 16 là câu số 6 này. Khi xà phòng hóa triolein. Thế thì mình cần phải nhớ được. À chưa kịp xem mà xe rồi, ok Nguyễn Chí Hải, rất tốt. Nào câu số 6, các em nhớ giúp thầy xe vào trong các nhóm của các em nhá, trong nhóm lớp mà các em làm thành viên ấy, giúp thầy. Câu số 6, khi xà phòng hóa triolein. Xà phòng hóa triolein, vậy mình lại cần phải nắm được triolein là gì. Triolein là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5 bằng NaOH là cộng NaOH rồi. Đây là phản ứng xà phòng hóa, đúng chưa? Cứ nhìn lên NaOH là xà phòng hóa. Thu được sản phẩm là, thế đầu tiên các em cần nhớ thầy là xà phòng hóa chất béo. Chất béo là triete nhá. Triete thì nó phải ăn 3 NaOH, nhớ chưa? Triete nó phải ăn 3 NaOH để tạo thành gì? C17H33COONa, 3 thằng này cộng với lại C3H5OH 3 lần. Cháu này là glycerol rồi, vì vậy nên không thể là ethanol được. Đây là xà phòng hóa nên phải là CONa nên không có H. Vậy là C17H33COONa. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D. Được chưa? Nhìn rõ chưa? Đáp án đúng mình là đáp án D các em nhá. Đấy, chú ý rất là dễ thôi. Cực kỳ dễ dàng, cực kỳ dễ hiểu nhá. Nào mình có sang câu số 7 nè. Câu số 7 nào cả nhà. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra metin format? Nào. Đấy, ao ra đúng rồi. Không, thầy like xong là thầy ẩn video đấy, nên là những bạn bị mất gốc thì nhớ là share video livestream lại về tường, xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video livestream nhá. Mờ quá thì Trương Anh Thuận thoát ra vào lại em ạ. Là nét căng, thầy vẫn thấy nét căng mà. Câu số 7 nào, các em cùng comment đáp án xem nào. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra metin format? Lưu ý cho thầy là metin format nhá. Vậy đây mình có này, Đức xe lại về tường chưa? Acid acetic là CH3COOH, thầy giảng cực kỳ chậm cho các em cùng hiểu. Anconitilic là C2H5OH, được chưa? Thế vậy ở đây mình có này, CH3COH cộng CH5COH để tạo thành CH3COOC2H5. Được chưa nào? Vậy anh này tên là gì? Etin acetat chứ không phải metin format, đúng chưa? Vậy là loại đáp án A nhá. Tiếp tục này, acid acetic là CH3COH, các em hiểu chưa? Thứ hai là ancol metilic là CH3OH, đúng không? Cộng với nhau thì ta thu được là CH3COOCH3. Anh này tên là metin acetat, cũng chưa phải là metin format, được chưa? Vậy là vứt tiếp đáp án B nhá. Tiếp tục này, acid formic là HCOOH, ăn với anconitilic là C2H5OH, thì có phải mình thu được là HCOOC2H5 đúng không? Anh này là etin format vẫn chưa được, đề bài yêu cầu chúng ta là metin format cơ, loại nốt. Vậy chắc chắn đáp án đúng đáp án D. Mình cũng viết phương trình đáp án D nhá, để cho chúng ta cùng nhìn nhá. Đáp án D của mình là acid formic là HCOOH, ăn anconitilic là CH3OH đúng không? Thì nó tạo thành là HCOOCH3, tên nó là metin format. Metin format thì chuẩn luôn rồi. Đây, chuẩn nó luôn. Đáp án đúng đáp án D. Ok chưa? Các em hiểu chưa? Kiếm người yêu khó hơn giải một bài hóa. Đúng rồi, chính xác. Ok chưa? Các em hiểu chưa? Đấy nhá, đấy là câu số 7 để chữa cực kỳ chậm cho chúng ta cùng hiểu. Bây giờ mình sang câu số 8 nào. Những bạn nào hiểu rồi thì chấm ngay để thầy biết, để mà thầy phô chúng ta một cái skin của câu số 8. Chị Hải à? Lý thuyết thì ở trong nhóm live VIP chị Hải nhá. Nào, câu số 8 nào.
cho glycerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm số loại trieste được tạo thành tối đa là, lưu ý này, đây là glycerol phản ứng với hỗn hợp hai axit béo. Nhìn kỹ nhá, những bạn nào mà chưa kịp xe lại về tường thì xe lại về tường thật nhanh nhá. Nom này, nom nhìn thật kỹ thầy chữa này. Này, glycerol phản ứng hỗn hợp hai axit béo gồm hai hàng này, vậy thầy đặt thằng axit béo này là 1, skin đứt kinh, thằng này là 2. Đề bài hỏi chúng ta là số loại trieste được tạo thành tối đa đúng không? Trieste vậy là nó phải ba gốc đúng không? Nhìn nhá. Tạo thành tối đa này. Được chưa? Glycerol phản ứng hỗn hợp này. 1 1 1 ba thằng 1 giống nhau này. 2 2 2 ba thằng 2 giống nhau này. 1 1 2 thì có 1 2 1 không có 2 1 1 đâu nhá, bởi vì 2 1 1 trùng với 1 1 2, các em hiểu không? Bởi vì thầy bẻ mặt thằng này lên thì nó sẽ bằng là 1 1 2. Được chưa? Đây là 2 thằng 1, 2 thằng 2 2 2 1 và 2 1 2. Vậy là tổng cộng mình có 1 2 3 4 5 6. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhá. Các em hiểu không nhỉ? Các thanh niên có hiểu không? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Khủng chưa? Ổn chưa? Nào mình có nào tiếp nào, sang câu số 9 nào. Sang câu số 9 nào. Câu số 9 là hơi bị khuất nhỉ. À câu số 9 vẫn nhìn thấy. Câu số 9. Không hiểu 8 á, đừng dùng công thức. Đây, đây là gốc số 1, đây là gốc số 2. Thầy điền đây là ba gốc này vào đây, 1 1 1 2 2 2, đây là ba gốc axit 1 và cùng một chất béo nhá. Đây là ba gốc axit 2 và cùng một chất béo nhá. Trường hợp thứ hai là hai gốc 1 1 gốc 2 thì có hai thằng. Trường hợp thứ ba là hai gốc 2 1 gốc 1 thì có hai thằng nữa, vậy tổng cộng mình có 6 thằng. Được chưa? Có 6 thằng nhá. Mình sang câu số 9 nào. Đấy, câu số 9. Tỷ khối của một STX với hydro là 44. Tỷ khối của một STX với hydro là 44. Thế thì ở đây đề bài bảo chúng ta là tỷ khối, đúng không? Thế thì hoàn toàn mình tìm được phân tử khối. Phân tử khối của X, phân tử khối của STX bằng 44 x 2 thì bằng 88. Học ông Minh Vlog chỉ có hiểu bản chất không học công thức, chính xác. Thầy dạy theo phong cách là hiểu bản chất không theo công thức nha. Phân tử khối bằng 88 này. Khi tỷ phân X tạo nên hai hợp chất. Được chưa? Nếu đốt cháy cùng lượng của hợp chất tạo ra thì sẽ thu được cùng thể tích CO2. Đây là cái từ này, từ quan trọng nhất này. Đốt cháy cùng lượng của hợp chất thì tạo ra cùng thể tích CO2. Từ này tương đương với việc là hai sản phẩm thủy phân, là hai hợp chất đấy là có cùng carbon. Thế giờ đầu tiên đi bấm thử 88 đã. 88 thì anh này phân tử khối là bằng bao nhiêu? 74. Không bằng 88 được. Vứt. À đâu, anh này là bằng 60 chứ. Sorry. Vứt. Anh này bằng 74. Vứt tiếp. Được chưa? Có anh này 88, anh này 88 này. Nhưng mà khi thủy phân phải thu được hai hợp chất mà do đốt cháy cùng tạo thành thể tích CO2. Hoặc khóa live vẫn đăng ký được em nhá. Em inbox cho thầy là đăng ký được ngay. À, Phạm Võ Duy ạ. Khóa live bây giờ thầy đang giảm giá siêu khủng, còn 250k cho cả năm học. Được chưa? Thế thì suy ra là hai phần của nó đều phải có cùng số nguyên tử carbon. Vậy anh này có 2 carbon, anh này có 2 carbon được. Anh này có 3 carbon, anh này có 1 carbon, vứt. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Các em nhìn thấy nhá, thằng etin acetat thi rất rất nhiều nhá. Cực kỳ nhiều. Ok chưa? Thắng ơi, Thắng tập trung vào học đi nhá, không yêu đương gì ở đây. Nhá, các em hiểu câu số 9 chưa? Câu số 9 điểm chốt ở đây là nếu đốt cháy cùng một lượng hỗn hợp chất tạo ra thì được cùng thể tích CO2. Có nghĩa bên này có 2 carbon thì bên này có 2 carbon là ok nhá. Nào mình sang câu số 10 này. Mình sang câu số 10, em đi trả lời rất đúng, rất tốt. Nào mình sang câu số 10. Nào, hôm nay mình cố gắng mình chiến full. Hôm nay mình cố gắng mình chiến full đấy, nên là các em cố gắng share video livestream lại về tường đi nhá. Đây là cái bộ này, là bộ ở bên trong sách hữu cơ lớp 12 của thầy. Rất nhiều câu, đây là bộ này bộ 60 câu STE nhận biết thông hiểu nhá, chữa full luôn. Hello, cảm ơn Trần Văn Kiên. Đấy, các em thấy hay nhớ xe lại về tường. Hôm nay sao đuối nhỉ? Hình như xe ít thì sao ấy. Các bạn bảo là các bạn này quý thầy lắm, các bạn mới xe. Thế còn những bạn không xe chắc không quý thầy. Buồn quá đi. Buồn quá đi, thế mà mình vẫn livestream cho chúng nó. Cảm ơn Trương Anh Thuận, thầy dạy cực dễ hiểu. Ok, cảm ơn em. Nào câu số 10. Các em nhớ đi kể điều này cho tất cả các bạn của các em nhá. Nào câu số 10 này. Số hợp chất đơn chức, các em lưu ý rằng là thầy đang bán quyển sách hữu cơ mất gốc cho tất cả các bạn ở trên toàn quốc là 145k quyển đấy, link đăng ký ở phía dưới. Thứ hai là tất cả các khóa online
khóa live stream, khóa video của thầy đều đang giảm giá sale cực kỳ khủng, còn 250.000 cho cả năm học để giúp đỡ, gọi là sale là để cho tất cả các bạn học sinh đều cùng có thể học được, học giỏi môn hóa nhá. Đứa nào quý thầy cũng không share đây, Lan Anh à? Ghét Lan Anh giờ, cảm ơn Phạm Thúy. Lâu lâu mờ thì cũng chẳng hiểu tại sao luôn, các em phải thoát ra vào lại nhá. Câu số 10 này, hợp chất đơn chức C4H8O2 đều tác dụng lên đáy áo mắt. Lưu ý này, đơn chức thì mình nghĩ đến axit và este. Bạn nào mà chưa biết điều này thì theo dõi lại buổi live buổi trước nhá. Mà đều tác dụng lên đáy áo mắt thì cả axit và este đều tác dụng lên đáy áo mắt. Vậy là C4H8O2 hỏi là bao nhiêu đồng phân axit và đồng phân este. Hiểu chưa? Thế giả xét là đồng phân axit. Đồng phân axit thì nó có dạng là C3H7COH đúng không? 3 này. Vậy là 3 4 5 2 4 8, 3 có 2, vậy nó có 2 đồng phân axit. Được chưa? Este nào. Este mình có là R1 cộng R2 bằng 4, bỏ đi một carbon thì bằng 3 đúng không? Vậy mình được là 0 cộng 3 và 1 cộng 2. Được chưa? Thì ghi ở đây nhá. 0 cộng 3 và 1 cộng 2. Vậy mình có này. Thầy biết Lan Anh đùa mà. 0 cộng 3 1 cộng 2, 3 4 5 2 4 8 đúng không? Cái chiêu này thầy dạy rồi. Nhớ cái chiêu cực khủng của thầy nhá, 3 4 5 2 4 8. Vậy thì 0 1 2 chỉ có 1, 1 1 3 có 2, 1 x 2 thắng chết xong phạt chưa? 1 x 1 bằng 1. Vậy mình có là 2 cộng 1 thì bằng 3 đồng phân este. Cộng với lại 2 đồng phân axit, 3 cộng 2 thì bằng 5. Vậy tổng cộng có 5 đồng phít phân. Chưa học lý thuyết ngồi nghe như vịt nghe sấm. Thế thì Lan Phương ơi, Lan Phương xem lại video lần 1 của thầy. Video mới vẫn còn ở trên Google của thầy, thầy chưa kịp ẩn đâu. Em hôm bây giờ em xem nha, bây giờ em xem lại, thế là hoặc là bây giờ em đang xem này thôi, chốc em xem lại em hiểu hết nhá. Câu số 10. Lê Thị Lan Phương, giờ ACE giống đá bóng, đúng rồi, dĩ nhiên là cực kỳ giống đá bóng rồi. Ok. 2 cộng 1 là có chứ em. Vừa nãy là bị nhầm đấy. 2 cộng 1 à 1 1 đấy, rất nhiều bạn bị nhầm, bị thầy lừa. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4 nha. 4 cộng 2 bằng 6 cơ. À sai. Bởi vì tại sao ST được quyền đổi chỗ nhá. ST được quyền đổi chỗ. 0 cộng 3 1 cộng 2 2 cộng 1. Tổng cộng có 4 đồng phân ST và 2 đồng phân axit, 4 cộng 2 bằng 6. Hiểu chưa? Ok. Được chưa? Nào tiếp tục, tiếp tục. Câu số 11 nào. Đúng rồi, 4 đồng phân ST. Câu số 11 nào. Thầy lừa một tí thôi mà đã loạn xĩ ngẫu hết cả lên rồi. Chiêu của thầy không bao giờ sai được. Nào câu số 11. Hợp chất X có công thức cấu tạo tên gọi của X là gì? Nào các em cùng comment xem nào. X tên gọi nó là gì nhỉ? Những câu này những câu rất là dễ, nên là khi mà làm những câu dễ là mình phải ăn điểm thật chắc nhá. Câu số 11. Tên gọi của ST này là gì? Thế thì anh này là gì nhỉ? Đuôi này đuôi metin đúng không? Đầu này đầu propin. Vậy chắc chắn nó là metin propionate. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Được chưa? May em không bị lừa, Lê Kim Yến không bị lừa, hạnh phúc thế. Cười phớ lớ. Nào câu số 12 nào. Câu số 12, câu này rất là hay lừa các em học sinh. Rất là hay lừa, mà học sinh thì rất hay ngu ngơ bị lừa. Đấy gọi là ngu ngơ ngây thơ. Thì đây là cho tác dụng với NaOH nhá. Tác dụng NaOH thì tạo thành này. Gạch chéo đây các là không bao giờ bị lừa này. CH2 nối đôi CH. CH2 nối đôi CH. COONa đúng không? Và cộng cái đuôi này là cộng với lại đuôi là CH3OH. CH3OH. Vậy chắc chắn đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án A mà thôi. Các em hiểu chưa? Rất là dễ, đúng không? Đấy, những cái câu mà dễ này thì mình phải làm chậm chậm và mình ăn chắc điểm. Đừng để bị sai những câu ngu. Sai điểm ngu là thầy cực kỳ ghét nhá. Nào, mình có sang câu số 13 này. Cùng comment đáp án thật nhanh nào. 13 nào. Etin benzin, este benzin. Este benzin acetat. Este benzin acetat. Mà có mùi thơm của chuối chín. Este benzin acetat mà có mùi thơm của chuối chín. À, khó đấy. Đúng không? À đâu, từ từ, benzin acetat là có mùi thơm của hoa nhài chứ. Là este nào sau đây? Đề bài hỏi chúng ta là este benzin acetat. Benzin acetat thì nó phải là CH3COO, đừng bị nhầm nhé. Benzin anh này này. CH2 này, C6H5 này. Xe ngay lại về tường nhá. Đây là benzin này. Đây là benzin này. Nhiều đứa nhầm rằng benzin lắm. Nhưng benzin là C6H5CH2. Được chưa? Vậy anh này sai này. Anh này cũng sai, anh này metin này. Anh này sai, anh này phenin này. Vậy đáp án đúng là phải là đáp án D cơ nhá. Đáp án đúng phải là đáp án D cơ nhá. Nào mình sang câu tiếp theo, câu số 14 á. Câu số 14. ST nào sau đây được dùng để tổng hợp thủy tinh hữu cơ? ST nào sau đây được dùng để tổng hợp thủy tinh hữu cơ?
Đấy, cái câu này yêu cầu chúng ta có kiến thức học thuộc. Câu này yêu cầu chúng ta có kiến thức học thuộc. Thầy thèm chuối. Về kiến thức học thuộc thì chúng ta phải lưu ý nha. Ở đây ST được để làm tổng hợp thủy tinh hữu cơ, các em thuộc cho thầy cái tên là metin mes acrylat. Được chưa? Metin mes acrylat nhá. Metin mes acrylat với anh nào? Anh này là etin này, vứt. Anh này là etin, vứt. Anh này là vinin, vứt. Đây này. Metin này, mes acrylat, em nhìn rõ chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án D, Lan Anh làm rất tốt, chính xác. Câu 14 đáp án đúng là đáp án D. Đấy các em lưu ý nhá. Nhớ xe lại về tường nhá. Đấy. Những cái bạn nào mà chưa có sách mà chuẩn bị đăng ký sách thì cũng xe lại về tường. Những bạn nào đã có sách rồi thì đây là việc đây là buổi livestream để chữa ở trong sách. Nên các em nhớ là theo dõi video livestream nhá. Nào sang câu số 15 nào. Các em đã học ST ở trên lớp chưa? Đây thầy chữa cực kỳ chậm đấy, dành cho các bạn mất gốc. Rất mong muốn các em xe lại về tường trong tác các bạn mất gốc ở trong video livestream nhá. Câu 15, quá trình nào không tạo ra CH3CHO? Lưu ý thầy cụm từ là không tạo ra CH3CHO. Câu này mới xoắn này. Không tạo ra CH3CHO. Thế bây giờ mình thử vinin acetat xem nào. CH3COO CH nối đôi CH2 mà cộng với NaOH ấy thì chắc chắn sinh ra CH3CHO rồi. Thế đề bài bảo không cơ mà. Vậy loại này. Đúng chưa? C2H2 vào HGS4 chính là C2 cộng nước. C2H2 mà cộng nước thì chắc chắn tạo thành CH3CHO rồi. Loại tiếp. Ancol etylic là C2H5OH ancol bậc 1 cho đi qua thằng CuO, vậy chắc chắn cũng tạo thành CH3CHO rồi. Loại tiếp. Vậy giờ mình chỉ còn D. Metinacrylat, metinacrylat CH3 này, CH2 này nối đôi này, CH này, COO này, CH3 này vào NaOH này thì nó chỉ tạo thành gì nhỉ? CH3OH và CH2 nối đôi CH COONa thôi. À vậy là thỏa mãn. Đúng chưa? Vậy là không tạo ra CH3CHO là đáp án đúng là đáp án D. Ok chưa? Các em hiểu chưa? Các em hiểu chưa? Rất là dễ đúng không? 15 đáp án đúng của mình là đáp án D nhá. Mình sang cái phần tiếp theo là phần hiểu. Vừa nãy mình vừa xong phần nhận biết rồi. ST 4 mức độ thì mình vừa xong một mức độ nhận biết. Chúng ta thấy rằng cái mức độ nhận biết này khá là dễ, đúng không? Yêu cầu chúng ta chủ yếu là phần kiến thức học thuộc thôi. Bây giờ là mình sang cái phần tiếp theo là phần yêu cầu đến mức độ tiếp, là yêu cầu đến mức độ là mức độ nhận biết, đúng không? Mức độ hiểu đấy. Xem nào. Xem mức độ hiểu chúng ta như thế nào. Chúng ta cùng quan tâm nhá. À tại vì là kết thúc xe thì kết thúc livestream thầy hay ẩn. Thầy hay ẩn nên là sẽ không thấy gì cả. Nên là nhớ là xe lại về tường. Chứ không là không thấy gì luôn nhá. Vài bữa mất tiêu làm sao mất được. Em đã xe về tường thì không thể bị mất được nhá. Nào câu 16 nào. Anilin format phản ứng được với. Úi dồi ôi, câu này nhiều đứa chết lắm. Anilin format. Anilin format phản ứng được với thằng nào? Nào cùng comment xem nào. Anilin format phản ứng được với thằng nào nhỉ? Chúng ta cùng quan sát nhá. À, các em ơi, các em có muốn tối nay chúng ta live stream full. Chúng ta live stream full đến câu 56 không? Những bạn nào mà muốn thầy live stream full đến câu 56, vận dụng cao thì để lại nhá. Live stream full đến câu 56 thì chấm cái để thầy biết. Thầy có 56 câu, bây giờ đang ở câu 16. Những bạn nào muốn thầy live stream full đến câu 56 thì chấm cái để thầy biết. Chấm cái mạnh mẽ xong xe lại về tường để thầy biết này. Mình live stream full đến câu vận dụng cao. Ok. Nào mình có nào, câu 16 nào. Anilin format phản ứng được với anilin format này. Anilin format phản ứng được với. Thế xem mình phải viết thằng anilin format ra. HCOO này, CH này, 2 này, CH nối đôi CH2, đây là anilin format. Vậy mình nhìn thấy nó có nối đôi CC này. Mình nhìn thấy nó có nối đôi CC. Và do nó có nối đôi CC thì dẫn đến điều gì? Đấy, do nó có nối đôi CC thì dẫn đến là nó phản ứng với dung dịch bromo. Đúng chưa? Đúng không? Tiếp tục là nó có phản ứng được với NaOH. Chuẩn chưa? Do có đầu HCO nên nó có trắng được cả bạc nữa. Được chưa? Thế chính vì vậy nên là phản ứng của cả bromo NaOH phản ứng được với cả AgNO3 trong NH3
Vậy thì chắc chắn đáp án đúng, đáp án D. Ok, đang cố gắng khô máu. Nếu các em xem video live stream thật nhiều, xong tát thật nhiều các bạn vào đây nhá, thì thầy sẽ chiến đấu hết mình luôn. Ok, sang câu 17 nào. Câu 17 nào. Khi thủy phân HCO C6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được gì? Đây, thủy phân trong môi trường kiềm là cộng với lại NaOH thì thu được gì? Đấy, lưu ý nhá, thì xem là thu được gì này. Thủy phân trong môi trường NaOH thì ta thu được đầu tiên là HCONa. Đúng không? Chú ý này, anh này đáng nhà C6H5OH nhưng thằng này là phenol nên mình sẽ thu được là C6H5ONa cộng với nước. Nhớ nha, lưu kỹ, lưu ý kỹ phương trình này vào. Phương trình này là phương trình ST cực kỳ hay thi. Cực kỳ hay thi. Vậy là ta thu được là hai muối nhá và nước. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, chính xác, chấm cái nhẹ rất tốt. RACE hoàn toàn chính xác. Câu 18. À, cho sơ đồ chuyển hóa sau. Câu 18, cho sơ đồ chuyển hóa sau. Công thức cấu tạo của các chất XYZ lần lượt là. Công thức cấu tạo của các chất XYZ lần lượt là. Nào ta cùng quan sát xem nào. Công thức cấu tạo các chất XYZ lần lượt là gì? Đầu tiên là C4H8O2 tạo thành X. Thì C4H8O2 hoàn toàn thủy phân được thành này, nhưng không thể thủy phân được thành C4H8O được. Vậy là loại đáp án C đã. Đúng chưa? Đây C5H thì lên men tạo thành C3COH được. C3COH thì tạo thành C3CONa được, nhưng mà từ C3CONa không bao giờ tạo thành C2H6 được. Được chưa? Nên là loại được đáp án A. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Tại sao lại là đáp án B đúng? Các em nó phải viết nhá. Các em nó phải viết phương trình B nhá. B này bắt nguồn từ HCOOC3H7. Anh này đầu tiên này để tạo thành này C3H7OH là x. Được chưa? C3H7OH x để tạo thành y thì lên men. Thì nó tạo thành là C2H5COOH. Được chưa? Vậy y là C2H5COH, nhìn rõ chưa? Vậy y là C2H5COH này, tiếp tục này cho tác dụng với NaOH thì ta tạo thành thành Z là C2H5COONa. Đây là anh Z. Được chưa? Anh Z là C2H5COONa. Thế thì anh Z C2H5, đây là một phương trình của lớp 11 rất hay thi nhưng nhiều bạn quên này. Anh này phải thực hiện phản ứng Voitoisut là cộng với lại NaOH trong môi trường CaO thì ta thu được là C2H6. Vậy đây là phản ứng chốt nhất, vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Nhờ cái phản ứng chốt này mình mới tìm được đáp án B. Các em hiểu chưa? Nhá. Đấy, những câu nhận biết hiểu đấy, những câu hiểu này nó là những cái câu nó yêu cầu chúng ta phải có độ hiểu kiến thức lý thuyết và ứng dụng cả kiến thức lớp 11 vào nhá. Nên các em cần lưu ý, rất là mệt mỏi đấy, rất là khó khăn dành cho các em. Nào, câu 19. Đề thi thì càng ngày càng khó thôi, đúng chưa? Nên đứa nào chăm chỉ thì đứa đấy chiến thắng nhá. Nên là cố gắng chiến thắng chiến đấu cùng thầy. Là mình sang câu tiếp theo câu số 19 này. Khi thủy phân STG, thanh niên nào chưa xe lại về tường thì thiết thật nhanh về tường nhá. Nào, câu 19. Khi thủy phân STG, các em nhớ comment đáp án mạnh mẽ vào nhá. Khi thủy phân STG có công thức phân tử là C4H8O2, sản sinh ra sản phẩm X và Y. Thầy cứ ghi ra đấy đã. Thầy giảng cực chậm để cho nó hiểu. G C4H8O2 thủy phân, chưa biết thủy phân gì, trong môi trường nước H cộng đi thì thu được hai sản phẩm X và Y. Được chưa? Cho X tác dụng với AgNO3 trong NH3, nhìn kỹ nhá. Tác dụng AgNO3 trong NH3. X tác dụng được. Mà Y thì tác dụng với CuO thì thu được anhít. Y tác dụng với CuO mà thu được anhít thì điều này tương đương với Y là ancol bậc 1. Y là ancol bậc 1. Lưu ý chưa? Y tác dụng với CuO ra được anhít, vậy chắc chắn Y chúng ta là ancol bậc 1 nhá. Còn lại tiếp tục, X tác dụng AgNO3 trong NH3, vậy chắc chắn X chúng ta có dạng là HCOOR phải, HCONa. Vậy điều này chứng tỏ thằng G chúng ta phải có dạng là HCOO liên kết một thằng ancol bậc 1. Vậy chỉ có thể đánh này. Được chưa? Và nhìn đáp án là có loại đáp án B, loại đáp án D, rồi là A, đáp án đúng đáp án C. Nhìn rõ chưa? Đấy, rất là dễ, cực kỳ dễ, dễ hơn úp cháo, đúng không? Phạm Văn Đức là Phạm Văn Đức thoát ra xong rồi vào lại thì nó sẽ nét hơn nhá. Mình đã xong câu số 19, được chưa? Tối nay mình chữa full đến mức độ vận dụng đấy, mình còn 30 câu nữa,
ba mươi mấy câu nữa cơ. Tay thầy đẹp, thank you em. Giờ không còn gì để khen là khen tay thầy. Giờ những thanh niên nào chưa xe, xe về tường xe và thầy xe giúp thầy vào trong tất cả các nhóm. Thầy lại vừa bị chặn xe rồi. Thầy lại vừa bị chặn xe tiếp. Dạo này Facebook đang rất ghét thầy. Tại vì thầy cứ livestream free cho học sinh, chiếm hết mạng người dùng Facebook, nên là Facebook đang rất ghét thầy. Nên là chỉ có mong đợi là các em xe thôi. Các em xe lại vào trong nhóm live VIP giúp thầy nhá. Xe vài cả vào trong tin nhắn nhóm live VIP nữa. Bởi live VIP chắc là bây giờ mới về học để học thầy đấy. Được chưa? Nào mình có sao có 20. Đun nóng hai chất hữu cơ X là CH4O2, Y là C3SO2. Đây XY đây. Một thằng X là C2H4O2. Một thằng Y là C3H6O2. Trong dung dịch NaOH nha. Trong dịch NaOH nha. Được chưa? Thì đều thu được muối là CH3COONa. Vậy điều này chứng tỏ thằng X chúng ta chắc chắn là CH3COOH. Bởi vì như vậy thì nó mới thu được muối CH3COONa, các em hiểu không? Được chưa? Tiếp tục anh này là gì? CH3COO. CH3 thì nó mới thu được CH3COONa. Được chưa? Vậy X chắc chắn chúng ta không thể là ete được, mà X chúng ta phải là axit. Vậy loại đáp án A. Y chúng ta phải là ete, nên không thể là XY đều là axit được. XY đều là ete là sai, một thằng axit một thằng ete đây. Vậy X là axit carboxylic, em nhìn thấy chưa? Đây anh axit nhá. Y là ete nhá. Nhìn nó chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 20 đáp án đúng chúng ta đáp án D nhá. Được chưa? Hiểu bài chưa? Nào mình có sang câu 21. Nào mình có sang câu 21 nhá. 21 đáp án gì nhỉ? 21 đáp án gì các em nhỉ? 21 nó nghe vẻ là cứng hơn chút đấy. Được chưa? 21 nghe vẻ là cứng hơn chút rồi đấy. Đúng rồi Mimeo, vừa bị khóa xong. Chắc hy vọng sáng mai được mở. Chắc tại vừa nãy đứa nào ăn tham quá. 21. Hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở C4H8O2 có số đồng phân cùng tác dụng với NaOH. Ơ con này như bị lặp. Đúng không? C4H8O2 mà đồng phân tác dụng với dung dịch NaOH thì mình xét cả đồng phân axit và đồng phân ete. Được chưa? Thế thì với cái thằng đồng phân axit ấy, với thằng đồng phân axit thì mình có là C3H7COOH. C3H7COOH. Vậy mình có này, đây có 3 này. Lại skin kinh khủng, 3 4 5 2 4 8, đứa nào chưa xe lại về tường. 3 4 5 2 4 8, vậy 3 mình có 2. Nhá, vậy là 2 đồng phân axit. 2 đồng phân axit. Được chưa? Ete nhá, ete mình có là R1COOR2. Vậy mình có là R1 cộng R2 thì bằng 3 carbon. Được chưa? Vậy mình có này, 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1, các em nhớ chưa? Lúc nãy thầy lừa các em đấy. 0, 1, 2 mình chỉ có 1, 1, 1, 1, 1, 3 mình có 2, vậy là 1 x 2 thì bằng 2 này, 1 x 1 thì bằng 1 này, 1 x 1 thì bằng 1 này, 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4 này, 4 cộng với 2 đồng phân axit nữa thì là tổng cộng mình có 2 cộng 4 bằng 6 nhá. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C, 6, ok. Dạy rồi lại cho các bạn hiểu mi mẹo. Được chưa? Hiểu chưa các em? Mình sang câu 22 nhá. Mình sang câu 22 nhá. Một hợp chất X. Các em thấy thầy giảng này chậm chậm, các em có dễ hiểu không? Các em có hiểu không? Bạn nào mà thấy mà nhanh quá thì chấm cái để thầy biết nhá. Nào mình có nào, câu 22 nào. Câu 22 vào mấy lần vẫn mờ á, nhưng mà của thầy vẫn nét căng em ạ. Chẳng hiểu tại sao. Nào câu 22. Câu 22 này rất hay thi. Câu 22 này rất hay thi bởi vì nó hay lừa. Nó lừa cái gì? Nó lừa rất nhiều bạn đây này. X tác dụng được với KOH. Đây thằng này tác dụng KOH, thằng này tác dụng KOH, thằng này tác dụng KOH, thằng này tác dụng KOH. Được chưa? Thứ hai là tác dụng được AgNO3 trong NH3. Thế thì để tác dụng được với AgNO3 trong NH3 thì khi và chỉ khi nó có chó. Nhưng trong này tất cả bọn này đều không có chó. Vậy thì hoặc nó là dạng HCOO. Được chưa? Nó là dạng HCOO. Thế vậy ở đây mình sẽ có. Vậy ở đây mình sẽ có này. HCO thì anh này là CH3 vớt. Đúng chưa? CH5 vớt. Vậy chỉ còn là HCOO, HCO. Nhìn rõ chưa? Không tác dụng với natri. Đây, hai thằng này đều không tác dụng natri. Nhá. Vậy ở đây mình có. À chắc là do cái con điện thoại này của thầy nó nhận diện tay thầy đấy. Vậy công thức cấu tạo của X phải là, chúng ta chú ý đây là C4H8O2, anh này là C3 thôi. Vậy loại nốt B. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Nhìn chưa? Hiểu chưa? Dễ không? Thầy nhắc lại câu này nhá, để cho các bạn cùng hiểu nhá. Thanh niên nào chưa xe lại về tường thì xe nhá. Thầy giảng kỹ này. X tác dụng với KOH. Tất cả bọn này đều tác dụng KOH này.
Nhưng tác dụng AgNO3 trong NH3 thì chó hoặc HCO. Thằng này không có chó, không có HCO vứt. Thằng này không có chó, không có HCO vứt. Vậy mình chỉ còn B và C. Nhưng mà tác dụng nó natri thì cả B và C đều không tác dụng nhá. Nhưng mà ở đây là công thức C4H8O2 này. Lưu ý này, C4H8O2 thằng này là C3 vứt. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Các em hiểu chưa? Nếu hiểu thì chấm một cái xong xe lại về tường giúp thầy nhá. Thầy còn biết rất rất nhiều bạn chưa xe. Nếu hiểu chấm một cái xong xe lại về tường nhá. Nào mình sang câu tiếp nào. Câu số 23 để là thầy có niềm vui, để thầy còn live stream chữa full cho các em nhá. Đây là những câu ST cực kỳ hay, chữa cực kỳ chậm, để cho tất cả các bạn cũng có thể theo dõi kịp, để cho kể từ kể cả mất gốc, kể cả siêu khủng đều có thể theo được nhá. Câu 23. Câu 23 cho sơ đồ sau các chất X, Y, Z tương ứng là. Thế mình phải lưu ý này. Đầu tiên là CH2 thì C2H2 này thì nó sẽ thường đây là CH3COCH5 thì thường là để mà tạo thành CH3COCH5 thì thường là axit hoặc là ancol. Thì thằng Z này có thể là CH3COH hoặc là C2H5OH chứ không thể là C4H10 được. C4H10 không tạo thành eten nên loại trong này luôn. Được chưa? Thế để tạo thành là CH3COH thì có thể là CH5OH chứ không thể là C2H6O2 được nên loại tiếp thành này. Được chưa? Thế vậy mình chỉ còn hai này thôi nhá. Tiếp tục này. Để CH2 thì nó có thể tạo thành là CH3COH và cũng có thể tạo thành C2H6. Nhưng mà từ CH5Cl không bao giờ tạo thành được CH3COH cả. Vì vậy nên là đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Thì viết chuỗi phản ứng B cho chúng ta cùng nhìn nhé. Đầu tiên này, CH2 cộng nước C2H2. Các em nhớ xe về tường nhé. Cộng nước này, trong môi trường thủy HG2 cộng này thì đã thu được là CH3CHO. Hiểu chưa? Vậy thằng này thằng X này, CH3CHO vừa tạo thành này, cho cộng với hydro, xúc tác niken, nhiệt độ này. Được chưa? Thì vậy là nó là gì? C2H5OH. Vậy đây thằng Y nhá, C2H5OH cho vào lên men, tác nhân oxy trong oxit. Đúng chưa? Lên men đấy, có men thì nó tạo thành là CH3COOH. Thằng này là Z. Được chưa? Ra là thằng Z rồi nhá. Ok, thank you Mimeo. Được chưa? Nào tiếp tục này, cuối cùng này, CH3COH cộng với C2H5OH để tạo thành CH3COOC2H5. Được chưa? Vậy là chốt đáp án đúng, mình là đáp án B. Bỏ các em nhá. Thanh niên nào thấy mờ thì thoát ra xong vào lại nhá. Chứ ở đây thầy vẫn coi nét căng mà. Tại sao bọn em cứ bị mờ ấy? Có nhiều bạn bị mờ không các em? Các thanh niên nào nét thì chấm ngay để thầy biết nào. Sau đó mình sang câu 24. Nào, sau đó mình sang câu 24 này. Mạng tối nay làm sao thầy không biết, chắc là do mạng nhà Đức rồi. Đúng chưa? Nào mình sang tiếp nhá. Mình sang tiếp câu số 24. Cho các đồng phân mạch hở của C2H4O2 lần lượt tác dụng với số phản ứng xảy ra này. Vậy ở đây yêu cầu chúng ta phải biết được là có bao nhiêu đồng phân C2H4O2, có bao nhiêu đồng phân mạch hở. Ở đây đề bài chỉ yêu cầu chúng ta là đồng phân mạch hở thôi. Đồng phân mạch hở. Thế các em cố gắng khắc phục nhé. Xe video live stream lại về tường. Mờ nhiều à? Thế xe video live stream này, đây của thầy nét căng này. Nét căng luôn. Nhìn thấy không? Các em xe video live stream lại về tường, tí thì up HD lên là nét nhá. Được chưa? Nào mình có này. Câu 24 này. Cho các đồng phân mạch hở C2H4O2 lần lượt tác dụng. Thế mình phải biết được là C2H4O2 này có những đồng phân mạch hở nào. Nhá, những câu này rất hay thi nhá. Vậy đầu tiên đó là sẽ có đồng phân mạch hở anh này này, là HCOO CH3 là một cháu nhá. Đứa nào cũng biết cháu này. Cháu thứ hai là CH3COOH. Cháu nào cũng biết thằng này tiếp. Cháu thứ ba là cháu mà rất ít đứa biết, là CHO CH2OH. Nên là thiếu cái cháu này là nhiều đứa bị chết. Được chưa? Tác dụng với này, kali này, KOH này, Na2CO3 này. Được chưa? Thì nhìn kỹ này. Anh này este thì không ăn kali vứt, este ăn KOH có, nhưng este không ăn Na2CO3 vứt. Ok chưa? Anh này axit thì ăn kali lấy, axit ăn KOH lấy, axit ăn Na2CO3 lấy. Được chưa? Nhìn này, anh này có nhóm OH nên ăn kali lấy. Anh này không ăn được KOH vứt, không ăn được Na2CO3 vứt. 1 2 3 4 5. Nhìn thấy chưa? 5 thằng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B nha. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Nhìn thấy chưa?
Rất nhiều bạn bị lừa khi mà bạn không biết có sự tồn tại của CSO, CS2OH, nên dẫn đến bị lừa thì lại chỉ chọn là đáp án có 4 mà thôi. Đấy, thế thì các em học thầy thì các em phải biết một điều rằng là không bao giờ bị lừa thế nhá. Nên là nhớ lưu lại cho thầy là nếu mà đề bài mà có hỏi là C2O2 ấy mà có bao nhiêu đồng phân mạch thở thì chúng ta phải biết cho thầy là 1 2 3 đây này. 1 2 3 cái bản chất là bản chất người ta hay hỏi cái thằng này. Còn lại những cái khác là người ta hỏi thêm thôi nhá. Hiểu chưa nào? Chấm các để thầy biết là hiểu nào. Sau đó mình sang câu 25. Chấm các để thầy biết. M không nhìn thấy gì nhá, Hà Thành Trung. Hà Thành Trung thoát ra vào lại đi. Hành trung thoát ra vào lại là ok đấy nhá. Nào có 25 này, 25 nào các em, 25 đáp án gì nhỉ? 25 đáp án gì nhỉ? 25 nào, 25 cho thầy đáp án chính xác của câu 25. Thầy đang muốn tất cả các bạn cùng đang theo dõi video live stream cùng comment đáp án này xem nào. 25 đáp án gì? Nghe vẻ khó nhỉ. Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình gì? Để biến thầy vẫn đầu tư mạng mà, mạng hơi bị xịn luôn. Nào, để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình gì? Chắc chắn là gì rồi? Hydro hóa. Đúng không? Ví dụ nhá, thầy viết phương trình cho chúng ta nhìn nhá. Là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5 mà ăn với hydro thì thằng này là ăn 3 hydro để tạo thành C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Anh này là chất béo lỏng, lý do là tồn tại là đây là gốc axit béo không no. Thằng này gốc axit béo no nên là chất béo rắn. Được chưa? Thế là biến dầu thành mỡ rắn hoặc mỡ nhân tạo thì đó thực hiện quá trình hydro hóa. Nhìn rõ chưa? 25 đáp án A nhá. Mình sang tiếp này. Câu 26, câu 26 một câu khá là hay. Khi đề bài hỏi chúng ta là nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, đúng là cái này thầy đã từng dạy rồi, thầy đã từng chữa cho cả nhà rồi, nhưng mà không biết có nhớ hay không. Chúng ta lưu ý tất cả những bạn nào mà mất gốc đang theo dõi thì lưu ý cho thầy một cái quy luật sau. Các em chỉ cần nhớ cái quy luật này là các em thắng ở trong tất cả mọi câu trắc nghiệm lý thuyết này. Đó là gì này? Nhiệt độ sôi của FTE được sắp xếp là FTE là nhỏ nhất, ancol lớn hơn, axit lớn nhất. Cứ theo nguyên tắc này được. Được chưa? Thế vậy này, FTE này acid ancol vớt, este ancol acid lấy, đáp án đúng mình là đáp án B nhá. Hiểu chưa? Rất là dễ, đúng không? Mình sang câu 27 nhá. Các em hiểu bài không? Hiểu bài thì chấm ngay để thầy biết. Chấm ngay xong xe lại về tường nhá. Rồi mình sang câu 27. 27 este C4H8O2 có gốc ancol là metin thì acid tạo nên este đó là. Thế đây, C4H8O2 này có gốc ancol là metin. Xem nhá. Thế có gốc ancol nó là metin, vậy là gốc ancol nó là metin nào? Vậy đây mình có này, nó thuộc dạng là COO CH3, đây gốc metin đây. C4H8 vậy nó đồng nên phải là C2H5. Đúng chưa? Vậy là CH5COCH3, vậy thì chắc chắn cái thằng axit tạo thành nó phải là C2H5COOH. Vậy anh này là axit propionic 1 2 3 carbon. Axit propionic, vậy đáp án đúng của mình là đáp án C, rất là dễ. Đúng chưa? Rất là dễ. 200 xe. Xe mạnh nữa lên các em ạ. Nào tiếp tục sang câu 28. Sang câu 28 nè. Thủy phân este trong môi trường axit tạo thành sản phẩm nào? Ui câu này hay thi cực kỳ luôn. Câu này cực kỳ hay thi. Đấy các em nhìn thấy là câu này gặp đi gặp lại cực kỳ nhiều rồi. Thế nên là bạn nào mà sợ câu này thì bây giờ phải theo dõi thêm một lần nữa nhé. Thủy phân trong môi trường axit là cộng với nước này. Thì mình cứ lấy cái này mình gạch chéo ra đây. Thì nó là mũi tên hai chiều nhá. Nhớ là thủy phân trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Được chưa? Mờ dã man á. Đây chắc là do tay thầy đấy. Do tay thầy vào nên nó bị mờ đấy. Đấy là thầy cho tay ra rồi thì nó đỡ bị mờ hơn. Đấy dùng iPhone nó khổ thế nhá. Vậy ở đây mình thu được này. Anh này là thu được C2H5COOH là một cháu này. Do H đính vào carbon chưa nối đôi. Được chưa? Được chưa? Đây OH cắm vào nối đôi. Vậy thì nó sẽ tạo thành là CH3CHO. Gọi điện email nhá. CH3CHO. Vậy là CH5COH và CH3CHO. Đáp án đúng đáp án à. Ok. Thầy thấy comment của Tâm rồi. M thì cố gắng tí Tâm nhá. Tâm xe lại về tường đi. Xe lại về tường thì nó đỡ bị M. Nào, mình có sang câu 29. Nào mình có sang câu 29 nè. Cho dãy các chất, số chất trong dãy khi thủy phân trong dịch NaOH dư đun nóng sinh ra carbon. Ui câu này mới hay này.
Câu này mới gọi là thực sự hay này. Câu này thực sự hay dã man luôn, dã man con ngan luôn. Được chưa? Nó thích thì mới mờ chứ. Thấy chẳng hiểu. Nào, các em cố gắng lên xem lại về tường xong rồi chốc thì up lại HD thì là sẽ nét căng luôn nhá. 29 này. Mau lên, điện thoại vừa báo còn 20% pin nữa đấy. Cố gắng chiến đấu nào. Cho các dãy các chất khi số chất trong dãy khi thủy phân dung dịch nào mắt dư đun nóng sinh ra ancol. Thế đây mình có này. Phenin acetat là CH3COOC6H5. Được chưa? Thì bây giờ đun nóng trong NaOH dư thì mình thu được gì nhỉ? CH3COONa đúng không? Cộng với lại đánh lại C6H5OH nhưng nó lại chuyển lại thành C6H5ONa nhá. Mà cộng với nước. Vậy có sinh ra ancol không? Không sinh ra ancol mà sinh ra muối cộng nước nên là loại ngay thằng phenin acetat. Được chưa? Hiểu chưa? Đây là thầy viết rất nhiều phương trình, đây cũng là những cái phương trình rất hay thi. Anilin acetat thấy có livestream tới lúc nào mà tự động tắt cái phục phát thì các em biết rằng là điện thoại thầy sập nguồn nhá. Chấm cái. Vừa nãy nó vừa báo, điện thoại thầy vừa báo còn 2% pin thôi. Nhá, bao giờ nó tắt cái phục phát thì chứng tỏ rằng là điện thoại thầy sập nguồn, thầy sẽ livestream đến lúc sập nguồn với các em. Nào, Anilin acetat là CH3COO CH nối CH2 CH nối đôi CH2. Được chưa? Anh này cộng NaOH dư. Anh này cộng NaOH dư. Đúng rồi, câu này có rất nhiều trong đề của thầy. NaOH dư thì thu được này. CH3COONa. Được chưa? Thằng này là OH đính vào carbono này. Thì cộng với lại này. CH2 này. OH này. CH nối đôi CH2 này. Đây là ancol anilic nhá, vẫn tồn tại nhá. Vậy thì chắc chắn là anilin acetat. Không biết là có hết được nổi không, mình cố gắng mình like đến bao giờ sập nguồn thì thôi. Chứ anh Thuận ạ, thầy cố gắng nhá. Tiếp tục này, metin acetat, những cái câu đến là những câu rất hay. Metin acetat CH3COO CH3, những bạn mất gốc cũng phải vào đây để xem để biết rằng là những cái câu này là mình chủ yếu mình viết phương trình thôi mà. Các em bị mất gốc là do các em chưa nắm được nhiều phương trình thôi. Metin acetat, đây là metin acetat này, cộng NaOH thì đã thu được là CH3COONa cộng với lại CH3OH để vào thu được ancol đúng không? Vậy hai thằng thu được ancol rồi. Metin acetat cũng thu được ancol. Được chưa? Được chưa? Tiếp tục nha. Ethyl format nào. Ethyl format là HCOO C2H5 cộng với NaOH, vất chéo này phát thì ta thu được là HCOONa cộng với lại C2H5OH. Được chưa? Lại thu được ancol nữa. Vậy chắc chắn là ethyl format tiếp. Ok. Cuối cùng nhá. Tripanmitin xem nào. Tripanmitin là C15H31COO. Thank you Mimeo, nhưng mà thầy còn đang livestream bây giờ tắt thì tắt bật mệt lắm. Thôi thầy cứ làm cho các bạn thôi. C3H5 cộng với NaOH. Đúng rồi. Để tạo thành gì? C15H31COONa ba cháu nhá. Cộng với lại là gì? C3H5OH tất cả 3 lần. Nhìn thấy chưa? Vậy anh này là ancol, anh này là glycerol. Vậy tripanmitin cũng thu được. Vậy thực ra ấy, những cái câu này ấy, đây là viết phương trình để cho các em hiểu thôi. Chứ nếu đi thi mình mà viết phương trình này thì có mà chết. Các em hiểu không nhỉ? Đi thi mình không nên viết phương trình như thế này. Mà đi thi mình phải làm nhanh, mình làm nhiều rồi thì những cái này nó chạy ở trong đầu mình ấy là ok nhá. Vậy ở đây mình có là 1, 2, 3, 4. Vậy có 4 chất đun nóng sinh ra được ancol. Được chưa? Đáp án đúng đáp án C nhá cả nhà nhá, lưu ý nhá. Nào mình sang câu 30. Uầy, đau học quá. Sang câu 30 rồi. Cho các phát biểu sau. Đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu đúng. Nào, A đúng hay sai các em? Đây các em thấy sách thầy in xịn sò. Sách cực kỳ xịn sò. Làm gì có quyển sách nào xịn sò được như quyển sách này nữa. Đúng không? Hơi bị hịn luôn. Nào câu 30. Cho các phát biểu sau. Chất béo được gọi chung là triglyceride hay là triacin glycerol? A đúng, chính xác. Lan Anh chính xác, rất tốt. Đây gọi là một hit đấy. One hit đấy. Tiếp tục nào. Chất béo nhẹ hơn nước. Chất béo nhẹ hơn nước. Không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Nào. Sao mất giọng rồi. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Hoàn toàn chính xác tiếp. C.
phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Đúng rồi, cứ thủy phân trong môi trường axit thì chắc chắn là phản ứng thuận nghịch. Ok. Tristearine. Tristearine là C17H35 chứ không phải H33. Vứt. Vậy là D sai. Vậy mình có các phát biểu đúng là A, B, C. Vậy là mình có ba phát biểu đúng. A. Được chưa? Ba phát biểu đúng. Nhá. Ba phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng đáp án A. Lan Anh hoàn toàn chính xác, rất tốt. Nào mình sang câu 31. 31. 31. Triolein không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây? Triolein không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây? Câu này nghe vẻ cũng cứng đấy. Triolein mà không tác dụng với các chất hoặc dung dịch nào sau đây nhỉ? Triolein công thức là gì? À, triolein công thức của chúng ta đây. C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Thank you Mimeo. Anh này thì gồm có gì? 3COO. Đúng chưa? 3PCC. Bởi vì trong này có một PCC mà nhân 3 lần 3PCC, các em hiểu nhá. Vậy thì chắc chắn là có PCC thì ăn với hiro xung tắc niken đúng nóng. Do nó là este nên thủy phân trong dịch NaOH có. Do có nước xúc tác 24 loãng đun nóng thì chắc chắn là có tiếp với thủy phân. Nhưng nó không tác dụng với COH 2 lần là điều kiện thường. Vậy là đáp án không tác dụng là đáp án D, hiểu chưa? Nào sang tiếp câu 32. Các em chú ý nha, thầy có sách. Đây là thầy đang chữa trên quyển sách của thầy. Sách trị giá 145k, có chia dạng chi tiết, có bài tập tự luyện, có các bài tập trong đề thi đại học. Khóa học online của thầy thì cả khóa full video và khóa live VIP dành cho team mất gốc thì đều đang giảm giá xuống thấp nhất trong năm 250k cho cả năm học. Học với thầy nổi tiếng mà chỉ có 250k trong cả năm học. Các bạn học rất là trâu và chó rồi. Được chưa? Thế nên là những bạn nào muốn đăng ký thì đăng ký nhanh nhá, inbox cho thầy nhá. Là mình sang câu 32 nào. Mình sang câu 32, câu 32 một câu khá là hay. Câu 32 một câu cực kỳ hay luôn. Đốt cháy hoàn toàn 0.11g một STX tạo nên từ một axit carboxylic đơn chức và một ancol đơn chức. Vậy chắc chắn là este này este đơn chức do tạo bởi từ axit đơn chức và ancol đơn chức. Nên este này chắc chắn là este đơn chức rồi. Đúng chưa? Chúng ta bấm số mol nhé. Chúng ta bấm số mol, mình tìm được số mol CO2 bằng 0.22/44. Số mol CO2. Mãi bây giờ mới có câu bấm máy tính. 0.22/44 bằng 5 × 10^-3. Vậy là số mol CO2 bằng 5 × 10^-3. Số mol nước bằng 0.09/18 bằng cũng bằng 5 × 10^-3 luôn. 5 × 10^-3. Vậy hai thằng đều là 5 × 10^-3. Vậy mình thấy số mol nước bằng số mol CO2, vậy chắc chắn este này có thể là este no đơn hở. Được chưa? Chắc chắn este chúng ta là este no đơn hở. Vậy công thức este là CnH2NO2 này cộng với oxy này thu được này CO2 này cộng nước này. Đúng chưa? Mình có khối lượng của CO2 là bằng 0.22g, khối lượng nước là bằng 0.09 thì chữa rất là chậm nhá, phần chia dạng bài tập này chữa rất là chậm cho các em đấy. Khối lượng của este là 0.11. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng của oxy bằng phương pháp bảo toàn khối lượng đúng không? Các em hoàn toàn bấm được khối lượng của oxy sẽ bằng là 0.09 này. 0.09 cộng với 0.22 này trừ 0.11 này bằng 0.2 này. Vậy là khối lượng của oxy bằng 0.2. Vậy mình chia cho 32 mình ra được số mol oxy bằng 6.25 × 10^-3. 6.25 × 10^-3. Vậy hoàn toàn đến đây thì đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Các em nhìn kỹ nhá, thể bảo toàn nguyên tử oxy này. Tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy sau này 0.09 này nhân 1 này, bởi vì nó có một oxy thôi mà. Cộng với này. À sorry, số mol đây là 5 × 10^-3 chứ. Ấm nhầm. Cả hai thằng đều là 5 × 10^-3. Được chưa? Thế bây giờ mình có là 5 × 10^-3 × 1. 5 × 10^-3. Các em cùng đoán được đáp án gì đấy? Nhân 1 cộng với này. Anh này là 5 × 10^-3 × 2 này. Được chưa? Trừ đi này, 6.25 × 10^-3 × 2 này bằng này. Nhớ phải chia cho 2 nhé. Thì bằng 1.25 × 10^-3. Anh này bằng 1.25 × 10^-3 rồi thì hoàn toàn đây mình tìm được số nguyên tử carbon bằng 5 × 10^-3 chia cho 1.25 × 10^-3 thì bằng 4. Và khá nhiều đứa tô 4 nhưng anh cẩn thận. Đây đề bài hỏi là số đồng phân chứ chưa hỏi. Đây là mình suy được anh este này là C4H8O2 thôi. Mình suy được anh este này là C4H8O2 thôi các em nhá. Nhá. Nhưng mà bây giờ hỏi là C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân này, este đồng phân này. Thì giờ sử dụng skin của thầy thì mới khủng được. Mình có là 0 cộng 3 1 cộng 2
2 cộng 1, 0 1 2 chỉ có 1, 1 1 1 1 3 mình có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy của mình có 4. Đáp án đúng đáp án B. Các em hiểu câu này chưa? Các thanh niên nào mà hiểu câu này rồi thì chấm ra để thầy biết nhá. Tâm ơi Tâm giải từ câu số 1 đến câu 32 sai câu nào chưa? Đây là ET 4 mức độ đấy. Ở trong sách đề của thầy đấy. Tất cả team live VIP là đều phải học đấy nhá. Đây thầy chữa, đây hôm nay là thầy chữa phút nhá. Các em chú ý này. Tối chủ nhật 20:30 tối chủ nhật mình có buổi thi thử ET. Thi thử ST lần 2. Tất cả các bạn tham gia tất cả các kiểu khoa học thầy đều phải thi nhá. Biết điểm, mình biết điểm ngay lập tức vào 21:30 tối chủ nhật và 20:00 tối thứ hai thầy chữa full. Tối thứ hai là thầy chữa full. Nhớ chưa? Ok chưa? Và dĩ nhiên giải thưởng đặc biệt, giải đặc biệt là một quyển sách hữu cơ của thầy trị giá 145k. Nhớ nhá. Nào mình sang câu 33 nào. Mình sang câu 33 nào. Mình sang câu 33 nào. Lại một câu tính toán tiếp. Lại một câu tính toán tiếp. Để xà phòng hóa 17,4g một ethanol đơn chức nhá. Nhớ này, ethanol đơn chức này. Ethanol đơn chức thì công thức tổng quát của nó là gì? CnH2nO2. Được chưa? Thì cần vừa đủ NaOH. Số mol NaOH bằng 0,5 x 0,3 bằng 0,15. Vậy suy ra số mol Este bằng 0,15. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được phân tử khối. Phân tử khối Este này, 12N cộng 2N là 14N, cộng với O2 là 32, thì bằng 17,4 chia cho 0,15. 17,4 mà chia 0,15 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 17,4 chia 0,15 thì bằng 116 cả. 17,4 mà chia cho 0,15 bằng tận 116. Em đợi thầy xíu để đè cái này lên cho nó. Đây. Bằng 116 đúng không? Bằng 116 à? 116. Vậy đến đây thầy tìm được N đấy. N bằng 116 trừ 32. Trừ 32 bằng chia 14 bằng 6. N bằng 6. N bằng 6. Vậy thì tặng một quyển email nhá. Giải đặc biệt tặng một quyển. Bằng 6 vậy nó chỉ có thể là C6H12 O2 mà thôi. Đúng chứ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò các em nhé. B bò. Mình có sang tiếp này. Câu 34. Câu 34. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol 1 STX rồi dẫn sản phẩm cháy vào xe áo này lần dư thu được 20 gram kết tủa. Đăng ký làm bài kiểm tra thì follow thầy xong mấy hôm nữa thầy đăng lên, thầy đăng link đề lên nhá. Thì em chỉ cần kích vào cái link đấy là em làm được thôi. Theo dõi thầy thật kỹ, nhớ đặt xem trước thầy thôi. Câu 34. Và theo dõi thật kỹ fanpage nữa. Đốt cháy hoàn toàn. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol STX. Rồi dẫn sản phẩm vào dung dịch CaO này lần dư. Thế thì STX. Thầy chưa biết đây có gì STX. Số mol 0,1 này. Đốt cháy trong oxy dư thì mình thu được hỗn hợp của mình gồm CO2 và nước đúng không? Mình thu được hỗn hợp của mình là quyển lần 2 chứ. Đúng không? Vậy mình có này. Dẫn anh này vào trong CaO này lần CaO này lần dư. Nhá, thì mình thu được kết tủa của mình là kết tủa CaCO3 này. Số mol là 20/100. 20/100 thì bằng 0,2 nhá. Do là CaO này lần dư nên mình có số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 0,2. Ok chưa? Số mol CO2 là 0,2 vậy hoàn toàn nên mình tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng 0,2 chia 0,1. 0,2 chia 0,1 bằng 2. Ok. 0,2 chia 0,1 bằng 2 vậy chắc chắn nó là có 2 carbon. Đây này có 1 2 3 vớt 1 2 3 4 vớt 1, 2, 3, vớt 1, 2, lấy. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án A nhá. Đáp án đúng của mình là đáp án A nhá. Dễ không? Quá dễ. Sang câu 35 nào cả nhà. Sang câu 35 này. Hello. Thanh niên nào chưa xe được nhanh về tường nhá. Không phải thấy ghét. 35. 35 xem nào. 35 đáp án gì nhỉ? Đến đây bọn này giải sợ quá rồi. Thấy chóng mặt, đau đầu, nhức óc, nhưng mà vẫn máu làm đúng không?
Chúng ta cùng chiến vì màu cờ sắc áo. Nào câu 35. Hỗn hợp A gồm, hỗn hợp A gồm CH3COH và CH3COR. Hỗn hợp A gồm CH3COOH và CH3COR. R là gốc hydrocarbon nhá. Để bài cho chúng ta R là gốc hydrocarbon. Cho M gamma tác dụng với lượng dư NaHCO3 thì tạo thành khí CO2. Số mol khí CO2 bằng 0,15. Được chưa? R là gốc hydrocarbon, vậy thằng này chắc chắn là este. Vậy thì phản ứng với NaHCO3 mà sinh ra CO2 thì chỉ có thể là axit. Vậy 0,15 này chính là số mol axit. Ok. Cùng lượng A trên thì phản ứng vừa đủ với NaOH. Số mol là 2,5 nhân 0,1 bằng 0,25. Thì tạo ra 6 gam ROH. 6 gam ROH. ROH 6 gam. Thế chú ý này, thằng này thì ăn 0,15 mol NaOH. Đúng chưa? Sắp hết pin rồi Quỳnh Phạm. Đây đặt là amon. Vậy mình có là 0,15, thế chẳng biết bao giờ nó báo thì biết bằng 0,25. Vậy A bằng 0,1. Với A bằng 0,1 thì cháu này bằng 0,1 nhá. Thầy cứ chữa đến bao giờ cạn pin thì thôi, không quan tâm nhiều. Cứ các bạn xem, các bạn theo dõi, ủng hộ thầy, share lại video live stream về thầy thì thầy chữa. Cứ thế thôi. Cứ chữa thì đến bao giờ mà các em chán thì thôi. Vậy 0,1 mol thì anh này là 0,1 đúng không? Vậy hoàn toàn đây thầy tìm được là R cộng với 17 á thì bằng 6 chứ 0,1 thì bằng 60 á. Đúng không? Vậy R chúng ta bằng bao nhiêu nhỉ? Xem nào. 60 trừ 17 này. 60 trừ 17 bằng 43. 43. 43 này, thầy dạy này, thầy dạy cho tất cả các bạn đều đang theo dõi thầy một skill rất kinh khủng. Là lấy 43 chia cho 14 ấy. 43 mà chia cho 14 này. Chia cho 14. Những bạn nào mà muốn đăng ký khóa live VIP thì đăng ký ngay cho thầy nhá, gần bằng 3 đúng không? Vậy thì nghĩ ngay anh này là C3. H này. Thế là bây giờ là H là 43 trừ đi 12 nhân 3. 43 trừ đi 12 nhân 3 bằng 7. Vậy là C3H7OH. Được chưa? Thế vậy chắc chắn ROH là C3H7OH rồi. Vậy thì chỉ có thể là C. 35 đáp án đúng là đáp án C các em nhá. 35 đáp án đúng là đáp án C. Câu 36. Câu 36. Càng ngày độ khó càng tăng. Thế nên là những bạn nào mà theo dõi được đến bây giờ là các em phải xác định là các em thi được 7, 8, 9 rồi. Thì cố gắng mà theo dõi cho đến tận cùng nhá. Nào mình có tiếp tục sang câu 36. Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam mét A thu được. Thế ở đây mình tìm được số mol của CO2 này. Mình tìm được số mol CO2 này. 2,64 là chia cho 44 bằng 0,06 mol. 0,06 mol. Pin vẫn chưa thấy hết, chưa thấy báo. Số mol nước bằng 1,08 chia 18 bằng cũng 0,06 tiếp. Nha. Thế vậy ở đây mình có này. Ở đây mình có là số mol nước bằng số mol CO2, vậy chắc chắn este chúng ta là este no đơn hả? Vậy nó là CnH2NO2 cộng với lại oxy để tạo thành CO2 cộng nước. Anh này bằng 0,06. Anh này bằng 0,06 mà khối lượng anh này bằng 2,64. Khối lượng này là 1,08. Đúng chưa? Anh này là 1,48. Vậy mình bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì mình tìm được khối lượng của oxy đúng không? Mình tìm được khối lượng của oxy luôn là 1,08. 1,08 cộng 2,64 trừ đi 1,48 bằng 2,24. Mà oxy bằng 2,24 ấy, thì mình tìm được số mol của oxy để chia 2,4 bằng 0,1. Được chưa? Vậy đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử oxy là mình ra 0,06 nhân 1. 0,06 nhân 1 cộng với 0,06 nhân 2 trừ đi 0,1 nhân 2 bằng được bao nhiêu? Ô, âm à? Thầy tính nhầm đâu nhỉ? Đúng không? À, 0,06 cộng 0,06 nhân 2. Ừ, đúng rồi. Thầy bấm nhầm. 2,64 cộng 1,08 trừ 1,48 bằng chia 32 bằng 0,07. Mắt lé các em ạ. Sorry cả nhà. Ôi, còn 10%. Còn 10%. Bây giờ báo là còn 10%. 0,06 nhân 1 cộng 0,06 nhân 2 trừ 0,07 nhân 2 bằng chia 2 bằng 0,02 các em ạ. Bằng 0,02. Vậy hoàn toàn nếu mình tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng 0,06 chứ 0,02. 0,06 chia 0,02 thì bằng 3. Bằng 3, vậy thì chắc chắn nó là gì nhỉ? 0,06 chia 3 thì bằng
C2 H4 O2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Các em ơi, điện thoại thầy bây giờ còn 10% pin. Và chúng ta vẫn còn phần vận dụng thấp và vận dụng cao. Thì hẹn các em, hẹn các em vào lúc 21:30 tối mai. Thầy like tiếp để chữa ST vận dụng thấp cộng vận dụng cao nhá. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại các em nhá. Nhớ tối mai lại share cho thầy nhá. Ok chưa? C3 á? Thầy nhìn nhầm à? Đợi thì tẹo, đợi thì tẹo. Thầy nhìn lại xem nào. C3 0.06. À đúng rồi, C3. Cảm ơn nhá, 0.06 chứ 0.02, C3. H6O2. C3 H6O2. Đáp án đúng đáp án B nhá. Đáp án đúng đáp án B nhá. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà.